Trong bối cảnh thương mại toàn cầu suy yếu, du lịch nổi lên như một nguồn tăng trưởng mới để xoa dịu một số thách thức trong năm 2023. Cả ba nước có thế mạnh về du lịch là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia đều đang kỳ vọng nhiều vào thị trường Trung Quốc. Ngay sau khi Trung Quốc chính thức mở cửa trở lại, du lịch của cả ba nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đều kỳ vọng nhiều vào lượng khách từ đất nước tỷ dân. Lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam và Thái Lan trong các năm trừ giai đoạn Covid đều áp đảo các thị trường khác. Trung Quốc cũng nằm trong top 3 quốc gia có nhiều khách đến Indonesia nhất. Tỷ trọng khách Trung Quốc đến Indonesia trong 2019, năm chưa xảy ra Covid-19 là 12,8%, tương đương tỷ trọng khách của cả châu Âu. Tỷ trọng khách Trung Quốc trong tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, Thái Lan, Indonesia trong năm 2019 trước Covid-19. So sánh số liệu khách Trung Quốc đến ba nước Việt Nam, Thái Lan, Indonesia tháng 1 và tháng 2 năm 2023, Thái Lan, Indonesia chưa công bố số liệu du lịch tháng 3 năm 2023. Thái Lan là quốc gia đón nhiều khách Trung Quốc hơn cả tháng 1 đón hơn 91.000 lượt khách Trung Quốc, tháng 2 đón hơn 155.000 lượt. Với Indonesia, hơn 27.000 lượt khách Trung Quốc đến nước này trong tháng 1 và hơn 34.000 lượt trong tháng 2. Việt Nam với số liệu khiêm tốn trong tháng 1 đón 15.800 lượt khách Trung Quốc. Tuy nhiên đến tháng 2 đã tăng mạnh lên 55.000 lượt. Xét về đà tăng trưởng khách Trung Quốc tháng 2 so với tháng 1, Việt Nam là nước tăng mạnh nhất 248%, Thái Lan xếp thứ 2 với mức tăng 69% và lượng khách Trung Quốc đến Indonesia tăng 26,8%. So sánh tháng 2 năm 2023 với tháng 2 năm 2019, khách Trung Quốc đến Việt Nam mới chỉ bằng 10% so với giai đoạn chưa Covid của Thái Lan là 14% và Indonesia là 17%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, Thái Lan đứng đầu với hơn 277 triệu lượt khách Trung Quốc, Việt Nam xếp thứ 2 với 70.800 lượt, Indonesia đứng cuối với hơn 61.000 lượt. Theo các chuyên gia của HSBC, trong bối cảnh thương mại toàn cầu suy yếu, du lịch nổi lên như một nguồn tăng trưởng mới để xoa dịu một số thách thức trong năm 2023. Điều này đặc biệt đúng với Việt Nam, khi khu vực xuất nhập khẩu từng đóng góp nhiều cho tăng trưởng GDP nhiều năm qua đang suy yếu đi rõ rệt. Du lịch kỳ vọng là một trong hai động lực cùng với đầu tư công giúp nền kinh tế đi lên trong năm 2023. Năm nay, Việt Nam đạt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế, bằng 44% so với năm 2019. Indonesia kỳ vọng đón 8,5 triệu, bằng 52% so với 2019. Còn Thái Lan lên kế hoạch đón tới 30 triệu lượt, bằng 75% so với 2019. Trong quý 1, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2,7 triệu lượt, bằng 15% tổng lượng khách trong năm 2019. Trong đó, khách du lịch từ Hàn Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất 30% tổng khách quốc tế tới Việt Nam và tương đương 36% tổng lượng khách trong năm 2019. Du khách Trung Quốc có sự cải thiện trong tháng 3, tuy nhiên hiện cũng chỉ mới tương đương 2,4% tổng lượng khách Trung Quốc trong năm 2019. Trong báo cáo mới nhất, các chuyên gia của SSI Research nhận định sự hồi phục của khách quốc tế tới Việt Nam là tương đối chậm, một phần do chính sách visa vẫn còn khá khó khăn. Chính phủ hiện đã đề xuất điều chỉnh chính sách visa điện tử theo hướng nới lỏng hơn và SSI kỳ vọng đây sẽ là yếu tố tích cực cho ngành du lịch trong nửa cuối năm nay. Các chuyên gia tại đây ước tính việc Trung Quốc mở cửa trở lại cần thêm thời gian để thực hiện và phản ánh vào nền kinh tế, dự báo trong kịch bản cơ sở là trong quý 3. Khối phân tích cũng kỳ vọng lượng khách từ Trung Quốc đến Việt Nam sẽ phục hồi dần dần từ quý 2 năm nay. Lượng khách quốc tế vào năm 2024 có thể vượt mức của năm 2019, đánh dấu sự phục hồi hoàn toàn của ngành hàng không Việt Nam. Việc Trung Quốc chính thức mở cửa hoàn toàn sau 3 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 chắc chắn tác động tích cực du lịch. Tuy nhiên, theo SSI, tác động rõ rệt có thể chỉ đến từ nửa cuối năm 2023 và cũng cần phải nhắc lại rằng 3 năm Covid đã phần nào thay đổi thói quen tiêu dùng cũng như du lịch của du khách Trung Quốc và các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ cần phải nỗ lực hơn để thích ứng với xu hướng du lịch đó. Với ước tính tích cực dựa trên số liệu về chi tiêu của du khách Trung Quốc giai đoạn trước Covid, SSI kỳ vọng khách Trung Quốc sẽ có tiềm năng đóng góp 2,8 tỷ đô la Mỹ doanh thu khách sạn và dịch vụ cho Việt Nam trong năm 2023. Trong khi đó, theo các chuyên gia của chứng khoán Rồng Việt VDSC, ước tính lượng khách du lịch Trung Quốc có thể đạt 20% của mức năm 2019, đạt 1 triệu du khách vào năm nay. Tôi là Trang Trần đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.